trọng kính cha Đa Minh chánh xứ, cha Vezo phó xứ, kính thưa quý tu sĩ, quý chức ban hành giáo, quý giới, đoàn thể và cộng đoàn. Con xin đại diện thay cho lời quý cụ, quý bà, quý chị em gia đình Teresa gửi đến quý cha, quý tu sĩ và toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào kính trọng nhất. Kính thưa quý cha, vì tình yêu thương, quý cha đã tạo mọi điều kiện và cho phép hướng dẫn chúng con được tổ chức mừng lễ. Hơn nữa, quý cha còn dâng thánh lễ long trọng cầu nguyện cho gia đình Teresa chúng con. Chúng con xin hết lòng tri ân và cảm ơn hai cha. Xin Chúa ban cho hai cha dư tràn sức khỏe, bình an và thánh đức. Kính thưa quý tu sĩ, quý chức ban hành giáo, quý giới, đoàn thể và cộng đoàn, quý vị đã dành thời gian quý báu để hiện diện tham dự thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho gia đình Teresa chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Đồng thời, chúng tôi cũng xin cảm ơn ban phòng thánh, ban lễ sinh, ban khánh tiết, ca đoàn thiện trí, anh Nhật Hoàng, ban truyền thông giáo xứ đã cộng tác giúp đỡ thánh lễ ngày hôm nay được diễn ra trong bầu khí trang trọng và sốt sắng. Một lần nữa, con xin được trân trọng cảm ơn quý cha và toàn thể quý vị. Xin hồng ân Chúa ban muôn phúc lành xuống trên quý cha, quý dì và toàn thể quý vị. Sau thánh lễ, con xin kính mời hai cha, quý dì, quý chức ban hành giáo, quý giới và quý khách chung vui tiệc mừng với chúng con trong nhà mục vụ. Kính xin cha ban cho chúng con đôi lời hướng từ. Xin cộng đoàn chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng gia đình Teresa cũng như là nhóm Teresa của Hội đoàn Đa Minh trong ngày mừng bổn mạng. Nguyện xin Thánh nữ Teresa luôn luôn chuyển cầu cho gia đình Teresa cũng như nhóm Teresa của Hội đoàn Đa Minh luôn luôn sống theo tinh thần nhỏ bé của Thánh nữ Teresa và luôn luôn hy sinh phục vụ bằng tâm tình khiêm tốn của mình. Chắc chắn rằng đó sẽ là những hoa trái mà gây làm nên những điều tốt đẹp, những giá trị trong giáo xứ. Xin Chúa luôn luôn ban muôn phúc lành của Ngài xuống trên tất cả các thành viên của gia đình Teresa cũng như là của nhóm Teresa Huynh đoàn Đa Minh, hăng say phục vụ Chúa và phục vụ mọi người, luôn sống trang hòa tình anh chị em với nhau trong giáo xứ. Một lần nữa chúng ta chúc mừng bằng một tràng pháo tay thật lớn. Giờ đây kính mời cộng đoàn đứng lãnh nhận phép lành cuối lễ. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời song chúc anh chị em đi bình an.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa.